Ủa Trường Giang kìa. Ủa sao giật má kìa. Cái gì kìa? Trường Giang. Ủa lên cạo đầu mày. Ông ba mặc bộ pyjama có không ai mày ơi. Thằng con pha để rồi bắt chọn. Mặc đồ style ghê. Lại đi chùa đúng không? Đầu chọc. Mà quan khoa khi nào cũng cần cái tàu hình rất là thấy cái màu nó màu cũng có sáng mà đẹp à. Thân này tới. Phải làm rồi. Ủa chị nghe đẹp trai. Thấy cũng hay đó. Thấy cũng có nhiều đó. Tốt tốt đi coi thử. Chắc là mô típ như cũ thôi, kiểu như sẽ phim hài dịp Tết, sau đó là sẽ cái kết cảm động hướng về gia đình. Mình rất ấn tượng với hai nhân vật là Trường Giang và Mạc Văn Khoa. Thì em nghĩ là bộ phim này vừa có tính chất hài hước và có ý nghĩa nữa. Có vẻ thấy là bộ phim này sẽ là bộ phim hay. Thì có Mạc Văn Khoa thì cũng khá là buồn cười và khá là không thể cảm động nổi. Không thể cảm động nổi. Cái hàng cát đẹp trai thì chỉ đẹp trai đó. Mạc Văn Khoa hay quá bựa luôn. Trailer thì cũng thấy nó phim rất là có nhiều yếu tố gây hài, thì cũng có nhiều ý nghĩa về gia đình. Chắc em đi ngủ luôn á. Thì em sẽ bán đồ á chị, em sẽ kinh doanh á chị, nhiều tiền lắm chị. Thì em sẽ cố gắng sắp xếp cái công việc đó để về ăn Tết. What? A few moments later. Cái điều đó em vẫn không có nghĩ cho lắm. Chắc là ở trong đó luôn á. Thổi học. Thổi học. 30 chưa phải tốt. Yeah.